Hello cả nhà nha, hôm nay là mình bị một bơm bị bơm anh em. Con cá quay đầu là 8 ngày nha anh em. Này là ở ngoài miền Bắc nha, gần miền Trung nha các bạn. Này giờ mình khui hàng ra con cá mà nó còn sống luôn nha. Anh em nào mua cá thì đặt rồi nhớ lấy nha anh em, bởi cá nó đi về. Này là huyện gì? Huyện nè, nó có huyện nè, huyện Đắk Song nè. Xã Nam Lâm nha, anh em né nha, né các bạn này ra nha. Xin nha, xin mời con đau lắm rồi các bạn. Đây mà bắt đầu mình kiểm tra nha, kiểm tra. Rồi lá chuối nó cũng vàng luôn anh em. Ôi, để kiểm tra nha, anh thấy cá nó khỏe lắm nha mọi người ơi. Cá rất là chất lượng nha. 5 cặp tặng 1 cặp mà vẫn còn sống nha anh em. Đó, cá vẫn còn sống hết nha, không có con nào chết luôn. Wow, wow. Cá đẹp quá mà còn sống hết luôn, không có con nào chết luôn anh em. Cá rất là khỏe luôn. Ôi quá tuyệt vời quá anh em ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Con nào cũng đẹp luôn á. Không có ngẫm con nào luôn nha anh em. Ôi quá đã cái đơn này, quá đã nha anh em. Đó anh em là mua hàng cố gắng lấy cá cho mình nha. Cá mình nuôi rất là khỏe luôn nha anh em. Đi khoảng là đi là 6-7 ngày đó nhưng mà nó vẫn còn sống luôn nha anh em. Thôi mình xin kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn các anh em đã theo dõi nha. Cá mình rất khỏe nha anh em.